rã máy Nova Tenna 112 thì Honda nha anh em. Máy này chạy bị lốp B anh em ạ. Ở ngoài Bắc gửi vô để cho Khánh làm lốp B nên gãy bạc ha. Không lâm anh em ha. Anh em nào chạy xe 2 thì Nova Dash, Nova Tenna, Sushi Bo, Gia Z, Aprilia, cứ qua tìm cái xe Khánh nè, có nhận làm hết cho anh em. Bao mạnh bền bóc cho anh em. Anh em tới tìm cái xe Khánh nè, nằm ở góc ngã tư Thành Thái 3 tháng 2, kế bên hông có siêu thị Sài Gòn nha anh em. 462-15, 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Nova Tenna 110. Anh em ở xa không tới tiệm thì liên hệ Khánh nha. Gửi cục máy cho Khánh cũng được, hoặc gửi xe Khánh cũng nhận luôn nha nè. Số điện thoại Khánh 038 9910 535, nhận ship hàng Hàn Quốc cho anh em. Nova Tenna. Đây, chào tất cả anh em ha.